Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo phần mềm quản lý lịch công việc. Thì ứng dụng này sẽ phù hợp nếu như bạn là người quản lý nhiều nhân viên. Bạn muốn giao việc và trao đổi công việc từ xa, chat để giải quyết công việc. Và một cái rất là hay là ứng dụng này hoàn toàn miễn phí nhưng nó mang lại hiệu quả rất là cao. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ứng dụng quản lý công việc như thế nào. Bước 1, bạn truy cập vô cái đường dẫn phía dưới. Sau khi truy cập, lịch làm việc nó sẽ nằm ở dòng đầu tiên các bạn. Nếu không có thì các bạn hãy tích vô thư viện mẫu cho mình nghe. Rồi các bạn hãy tích vô lịch làm việc. Rồi, giao diện ứng dụng quản lý công việc đã xuất hiện. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình lại một số thông tin. Mình ví dụ, mình sẽ tạo ra một cái lịch làm việc từ ngày 21 cho đến ngày 26 tháng 8 năm 2023. Thì các bạn để ý nè. Thứ nhất là mình sẽ đặt nè. 2023 tháng 8 rồi tuần thứ mấy đó các bạn, thì để mình coi thử tuần thứ mấy nha. 1 2 3 4, rồi tuần thứ 4 mình sẽ đặt vô đại. Rồi thế là xong cái đặt tên file. Thì sau khi đặt xong tên file này nó sẽ nằm ở đâu, thì để biết được nằm ở đâu các bạn hãy tích vô đây cho mình. Rồi đây các bạn thấy chưa. Rồi thì để mở lại thì các bạn tích vô, rồi như vậy nó sẽ mở ra cái lịch làm việc cho mình. Tiếp theo các bạn hãy thay đổi cái tuần cho mình nghe. Rồi ở đây bắt đầu từ, để mình đổi lại 2023 này, rồi tháng 8 này, và bắt đầu từ ngày 21. Rồi thế là sao các bạn, thì sau khi chọn cái tuần bắt đầu thì cái ngày này nó sẽ thay đổi theo các bạn nghe. Các bạn thấy thứ nó xuất hiện chưa đó. Thì mình cũng có ghi những cái bước hướng dẫn ở trên website của mình các bạn nghe, các bạn có thể xem. Rồi bước tiếp theo, các bạn hãy đổi lại cái tên lịch làm việc này cho mình là mẫu. Rồi như vậy, ứng dụng lịch làm việc đã khởi tạo xong. Tiếp theo, mình ví dụ thế này, mình là quản lý, email của mình đây ạ. Và sau đó mình có 3 nhân viên. Nếu công ty của bạn có nhiều nhân viên thì các bạn có thể nhập vô cho nó tương ứng với cái danh sách nhân viên của các bạn. Rồi bây giờ cứ mỗi nhân viên như vậy sẽ là một sheet các bạn, thì mình sẽ nhân bảng nó lên. Để nhân bảng được các bạn hãy click chuột phải vô đây, vô cái mẫu các bạn này, sau đó các bạn nhân bảng. Rồi các bạn nhân bảng 3 lần cho mình nghe, bởi vì mình có 3 nhân viên. Rồi tiếp theo này, các bạn xem tên này, Văn, Hùng và An đúng không ạ. Rồi mình sẽ đổi tên lại, Văn, Hùng, An. Một bước rất là quan trọng đó các bạn, sau khi các bạn tạo toàn bộ nhân viên của mình, các bạn click vô chia sẻ. Rồi sau đó các bạn nhập tên toàn bộ email của nhân viên của mình. Để mình xem. Mình ví dụ Văn sẽ có địa chỉ email đó các bạn, mình sẽ copy qua cho nhanh nghe. Các bạn có thể gõ trực tiếp Văn được. Rồi mình sẽ dán vô này. Ctrl V. Rồi. Và tương tự như vậy các bạn có thể nhập toàn bộ nhân viên của mình ở dưới đây. Nhập xong Enter. Và các bạn chú ý cho mình một cái, đó là các bạn hãy chú ý cho mình là phải chọn chế độ chỉnh sửa nghe, để người nhân viên đó họ vô họ chỉnh sửa được cái file này. Chứ nếu như các bạn chọn chế độ xem thì họ chỉ vô xem được thôi. Đó, thì các bạn chú ý chọn lại chỉnh sửa cho mình. Ở đây mình để đơn giản vấn đề thì mình chỉ nhập một email thôi ngay, mình lấy một nhân viên Văn của mình thôi. Rồi đây là cái lời nhắn này, ví dụ như bạn gõ này, vui lòng cập nhật lịch làm việc mới. Ở đây các bạn có thể nhập bất kỳ nội dung nào. Sau khi nhập xong các bạn gửi cho mình một cái. Rồi như vậy là xong các bạn. Thì nhân viên Văn có địa chỉ email là phần mềm inhoa.gmail.com sẽ nhận được cái thông báo này. Còn nếu như họ không nhận được thì các bạn có thể là dùng cách này, các bạn tích vô chia sẻ này, sau đó các bạn sao chép liên kết. Rồi các bạn, thì cái liên kết nó như thế nào đây các bạn này. Rồi mình sẽ Ctrl V ra ngoài các bạn xem nghe. Ctrl V. Rồi thì các bạn có thể dùng cái liên kết này, có thể gửi qua Facebook hoặc là Zalo, người đó có thể xem được. Thì sau khi nhân viên họ nhận qua email hoặc là họ nhận qua Zalo thì họ có thể truy cập đường dẫn các bạn. Họ truy cập vô này thì nó sẽ xuất hiện cái ứng dụng, và sau đó họ sẽ truy cập vô cái sheet của họ. Ví dụ Văn thì hãy truy cập vô cái sheet của Văn. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu một số tính năng hay nhất mà ứng dụng phần mềm quản lý công việc mang lại. Thứ nhất, nếu như bạn là người quản lý thì bạn có theo dõi trực tiếp được nhân viên của mình nhập dữ liệu như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ demo ngay. Bây giờ mình sẽ chia ra làm hai cái màn hình để các bạn dễ thấy này. Bên này, bên tay trái này là cái giao diện của người quản lý, còn bên tay phải là cái giao diện của Văn. Thì các bạn xem này, ví dụ nếu như nhân viên Văn này họ click vào đâu này các bạn thấy không, thì ở bên giao diện quản lý sẽ biết được như thế nào các bạn thấy chưa. Đó này, đó mình tích vô cái ô đây các bạn,
các bạn để ý bên tay trái không, nó sẽ chạy theo đó. Hoặc là mình nhập một cái gì các bạn này, đó các bạn thấy chưa, rồi bên này nó xuất hiện ngay lập tức, các bạn thấy rất là hay không. Và nếu như bạn là người quản lý thì bạn biết được đài ai nhập này các bạn thấy không, các bạn re chuột vô này, các bạn thấy phần mềm inhotang.com không, bởi vì cái nhân viên văn các bạn này là cái email nó có tên như vậy đó các bạn. Ở đây mình lấy demo thôi nghe, để các bạn hiểu đây này. Đó thì cái email của nhân viên văn đó có tên nào thì nó sẽ xuất hiện bên này như thế đó. Đó các bạn thấy chưa, đó là cái chức năng theo dõi trực tuyến được nhân viên cập nhật dữ liệu như thế nào. Cái chức năng thứ hai rất là quan trọng các bạn, đó là chat, còn gọi là thảo luận, trao đổi từng công việc chi tiết, chế độ hoàn thành hai công việc đang dở dang. Rồi bây giờ mình sẽ nhập thử các bạn ngay, ví dụ sáng thứ hai 8 giờ đi, mình ghi là chuẩn bị hồ sơ. Rồi 9 giờ mình ghi là đi gặp khách hàng. Đó. 10 giờ ký hợp đồng. Đó. Khi nhân viên văn họ nhập thì bên người quản lý các bạn họ sẽ biết được không? Đó họ thấy được này, nhân viên văn thứ hai làm cái gì. Rồi bây giờ mình sẽ demo cái tính năng chat gọi là thảo luận trong công việc rất là hay các bạn nghe. Mình ví dụ như thế này nghe. Ví dụ mình xem được cái lịch làm việc của Văn là lúc mà chuẩn bị hồ sơ này. Đó thì mình muốn giao nhiệm vụ cho Văn này là phải mang cái giấy phép đăng ký kinh doanh đi theo. Rồi ở đây mình để làm được thì mình click chuột phải vô. Sau đó các bạn chọn cái mục nhận xét cho mình nghe. Thì các bạn để ý này, nhận xét hoặc đề cập đến người khác bằng cách thêm a cộng. Đó thì trước tiên mình ghi cái câu đó vô đi. Rồi ghi nhớ mang giấy phép đăng ký kinh doanh. Rồi các bạn a cộng một cái cho mình. A cộng là cái tên email của nhân viên văn. Mình ví dụ tên email nhân viên văn của mình là phần mềm inhotang.com @gmail. Rồi mình ghi này, phần mềm. Rồi ở đây nó có sẵn rồi các bạn. Rồi tích vô. Rồi mình tích vô giao cho, là giao cho cái email này đó các bạn, email này của Văn này. Rồi mình sẽ tích vô giao một cái. Rồi như vậy bây giờ nhân viên Văn họ sẽ nhận được email các bạn. Đó. Thì bắt đầu họ vô, họ mở lên họ xem các bạn này. Đó họ sau đó họ đọc này, nhớ mang giấy phép đăng ký kinh doanh, đúng không ạ? Thì họ đọc ok cái này, họ chuẩn bị xong rồi đúng không ạ? Ok. Sau khi ok thì bên quản lý này họ biết được là nhân viên Văn đã chuẩn bị xong, đúng không ạ? Thì bên người quản lý họ có thể đóng cái công việc này đi, có nghĩa là công việc này đã xong rồi đó các bạn. Thì bên người quản lý này, rồi tích vô các bạn, đây nó xuất hiện dấu này các bạn thấy chưa, đánh dấu đã hoàn thành. Rồi ok, như vậy đã xong các bạn. Rồi mình sẽ ví dụ tiếp thứ hai này. Rồi các khâu đi gặp khách hàng, mình là người quản lý, mình nhắc cho Văn là phải báo với khách hàng là hoa hồng cho họ là 30%. Rồi mình sẽ vô nhận xét này, ghi là hoa hồng 30%. Rồi ghi là a cộng, rồi tích vô giao. Còn đặc biệt cái này các bạn, nó có một cái rất là hay này. Ví dụ như bạn muốn đề cập đến khách hàng của mình nữa thì các bạn có thể là nhập cái tên khách hàng vô vẫn được các bạn. Đó, nhập email khách hàng vô thì khách hàng họ biết được cái thông tin đó các bạn nghe, rất là hay đúng không ạ? Đó, giờ đây mình ví dụ thôi, còn trong thực tế thì có thể là nó nhiều lúc mình không cần cho khách hàng biết. Rồi thì sau khi nhân viên Văn họ đọc được thông tin này các bạn, rồi họ có thể vô hoàn thành công việc các bạn thấy chưa? Rồi đánh dấu đã hoàn thành này. Sau khi họ đi gặp khách hàng xong và bàn luận xong về hoàn thành, họ ok một cái. Thì đó là cái tính năng mà chat trao đổi công việc rất là hay các bạn. Đây thì mình sẽ mở rộng ra nghe. Đây thì nếu như các bạn không có các bạn thì các bạn tích vô đây các bạn này. Đó, thấy không? Thì ở đây các bạn thấy không? Văn này, C7, C7 đây có nghĩa là cái ô đó các bạn, địa chỉ đó, C này, 7 này. Đó, đi gặp tên mục là gì này. Sau đó những cái công việc trao đổi qua, trao đổi lại giữa hai người này. Đó các bạn thấy chưa? Nó rất là hay. Ngoài ra nó còn những tính năng rất là hay nữa các bạn, thì mình sẽ giới thiệu ở cái video phần thứ hai. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Nếu các bạn cần hỏi, có thể comment phía dưới video, mình sẽ trả lời giúp các bạn. Để nhận được video mới nhất, các bạn có thể đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn đã xem video.